Làm thiện nguyện viên không chỉ là cách để hỗ trợ những người xung quanh, mà còn giúp bạn kết nối với cộng đồng và tìm thấy ý nghĩa trong những việc mình làm. Với những người Việt mới tới Úc, tham gia vào các hoạt động tình nguyện không chỉ giúp xây dựng cộng đồng, mà còn mang lại nhiều giá trị tinh thần và cơ hội phát triển bản thân. Đây là điều mà Giang Nghi Huỳnh, một sinh viên quốc tế từ Việt Nam, đã trải nghiệm sau hơn một năm làm tình nguyện tại The Couch, một trung tâm dành cho sinh viên quốc tế ở Melbourne. Em tên là Giang Nghi, tên tiếng Anh của em là Gia. Em đang là sinh viên năm nhất Pharmaceutical Science ở trường Monash University. Biết Gia là một trong những tình nguyện viên hoạt động rất là tích cực khi mà Gia đến Melbourne, thì Gia có thể kể lại cái công việc tình nguyện của Gia nó như thế nào? Em tình nguyện cho một tổ chức tên là The Couch, nó gọi là International Student Center. Em volunteer, công việc của em là đến đó để mà nói chuyện với lại các bạn quốc tế trên toàn thế giới, tổ chức các cái sự kiện như là cultural nights, cooking nights. Giang Nghi ơi, vậy thì Giang Nghi đã sống ở Úc được bao lâu rồi? Dạ, em tới Úc từ năm ngoái, tháng 1 năm ngoái. Ban đầu, Giang Nghi nghe về trung tâm này tại một hội nghị và quyết định tham gia. Từ đó, cô không chỉ hỗ trợ các sinh viên khác mà còn khám phá những giá trị mới ở chính mình. Cái công việc này cho Giang Nghi những cái kinh nghiệm hay là những cái trải nghiệm mới nào trong cái cuộc sống ở Úc? Trong cái resume cover letter thì stand out với mọi người đó chính là cái phần cái hoạt động xã hội, volunteer. Em cũng nói chuyện được với nhiều anh chị, nhiều thầy cô đến từ các cái trường đại học khác nhau, rồi xong em biết tới có cái The Couch là cái chỗ dành cho sinh viên quốc tế. Em cũng đóng góp một chút gì đó cho xã hội kiểu vậy. Nên là dạ em đã tham gia, và trong cái quá trình mà tình nguyện thì em nghĩ là em đã cải thiện được về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng nói chuyện bằng tiếng Anh của em, cũng như là kỹ năng tổ chức sự kiện, tại vì em engage ở nhiều cái sự kiện khác nhau. Thông qua đó thì em cũng có được cơ hội để mà tham gia vào các cái tổ chức, không chỉ là ở trong cái tổ chức tình nguyện của em mà còn tổ chức của City of Melbourne hoặc là Volunteering Victoria. Tình nguyện viên đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các lĩnh vực như giáo dục, y tế, bảo vệ môi sinh, hỗ trợ những người yếu thế. Mỗi giờ tình nguyện của bạn đều có giá trị. Đây là cơ hội tuyệt vời để làm quen với những người có thể có cùng sở thích, đồng thời xây dựng mạng lưới xã hội đa dạng. Phát triển kỹ năng thông qua việc giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian. Tình nguyện giúp cho bạn học hỏi và phát triển bản thân, đồng thời tìm thấy ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Các tình nguyện viên cho biết họ thường cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn vì họ biết mình đang tạo ra sự khác biệt. Em sẽ khuyến khích mấy bạn đang học đại học ở Úc hoặc là những cái bạn high school ở đây. Nếu mà có thời gian rảnh thì các bạn nên thử tham gia các hoạt động xã hội. Tại Úc, có hơn 6 triệu người đang tham gia vào hoạt động thiện nguyện. Gần 30% trong tổng số tình nguyện viên ở Úc được sinh ra ở ngoại quốc. Phải tìm việc làm ở một đất nước xa lạ thật khó khăn khi bạn có rất ít kinh nghiệm ở nơi mới đến và không có nhiều mối quan hệ. Bằng cách làm tình nguyện, bạn có thể có thêm kinh nghiệm làm việc tại Úc mà các công ty hay nhà nhân dụng quan tâm. Bạn cũng gặp gỡ những người bạn mới, thiết lập các mối quan hệ. Cơ hội việc làm có thể nảy sinh ở nơi bạn làm việc tình nguyện. Và quan trọng nữa, bạn sẽ có thêm vài dòng kinh nghiệm làm việc có giá trị để thêm vào hồ sơ xin việc của mình. Một phúc trình của tạp chí quốc tế The International Journal of Person Centered Medicine cho thấy rằng 96% tình nguyện viên cảm thấy hạnh phúc hơn từ công việc từ thiện của họ. Một nghiên cứu khác được công bố trên Harvard Business Review cho thấy những người làm công việc tình nguyện cảm thấy họ có nhiều thời gian hơn vì họ có thêm năng lực, sự tự tin và cảm thấy mình hữu ích. Để tìm kiếm những cơ hội tình nguyện gần với khu vực mà bạn sinh sống, hãy truy cập volunteering.gov.au.